Chào bà con, chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con và các bạn là cách đo khoan để tính lõi cây sưa đỏ. Bây giờ đây là cây sưa đỏ. Cây sưa này cũng trồng được 15 năm rồi. Bây giờ ta tiến hành đo vanh. Ta đo vanh xem cây sưa này được bao nhiêu vanh. Bao nhiêu đây? 6 gọi là 661. 61 phân. Gọi là đo chỗ này là 61 phân. Đo là đo tầm bằng cổ mình nha. Đo ở đâu thì ta khoan ở đấy. Bây giờ ta tiến hành khoan xem là cây này nõi được bao nhiêu nhá. Khoan bao giờ thấy cái khoai nó đỏ ra thì là được tới lõi. Chú ý là khoan kiểm tra thì ta khoan một lỗ thôi. Đấy, đã tới lõi rồi nhá. Đấy, lõi đỏ đã tới lõi đỏ rồi. Bây giờ ta có lõi đỏ đã tới rồi, ta có thể xem màu cũng được. Nói chung là màu rất là đẹp, rất là đỏ đẹp. Đấy. Nói chung là cây này màu rất là đỏ đẹp. Rất thơm. Quên. Đáng ra chạm nõi là ta phải đo sâu được bao nhiêu ngay. Thế thì bây giờ ta lại phải khoan lại lỗ khác. Ta khoan lại lỗ khác nhé. Bao giờ chạm nõi, thấy cái khoai đỏ là ta tiến hành đo xem sâu bao nhiêu. Đấy, tới rồi. Đã tới rồi nhá. Đấy. Tới rồi. Thế ta tiến hành đo. Lấy cái que lan hoa xe đạp hoặc là cái que gỗ cũng được đây. Nhá. Đây, ta đo xem là sâu khoan ngập bao nhiêu. 6 phân nhá. Mà vanh 61 mà khoan sâu 6 phân. Đấy, chúng ta sẽ tính ra như thế này. Tôi lấy máy tính cho xem. Cách thức tính như này nhá. 61 mà nhân với 61 chia cho 3,14. 61 chia 3,14 bằng 19,5 lọ đường kính mà trừ đi 19,5 nhá. Đây. 19 5 mà
trừ đi 10, trừ đi 12, trừ đi 12 bằng, như vậy là bằng 7, lõi của cây này là lõi được 7 phân rưỡi. Lõi cây này là 7 phân rưỡi nhá. Cách tính như thế này, tôi nhắc lại, là lấy vanh, đo vanh chia cho 3,14 là ra đường kính, ra đường kính cây. Vậy là đường kính cây này là 19 phân rưỡi, mà khoan sâu 6 phân, 6 phân thì ta trừ đi 2 lần 6 là trừ đi 12, thì nó ra là 7 phân rưỡi. Đấy, cây này là lõi 7 phân rưỡi. Đấy, đây cây này mới có vanh có 6,61 thôi nhá. Đấy, như vậy là cây này vanh 6,61 mà lõi đã 7 phân rưỡi là cây cũng tương đối là đạt lõi đấy. Cây đạt lõi. Nếu mà cây này mà vanh lên, đợi vài năm nữa vanh lên 70 thì là lõi rất là tuyệt vời. Đấy, cho nên là hôm nay tôi làm một cái video này để hướng dẫn bà con và các bạn, nhà có cây xưa thì ta vẫn tiến hành là 1-2 năm hoặc là 2-3 năm ta vẫn kiểm tra, ta vẫn phải dùng khoan để kiểm tra lõi để biết được cây xưa nhà mình là lõi nó như thế nào. Đấy thì tôi biết cây xưa nhà tôi đây là vanh 6,61 này mà khoan sâu 6 phân đã chạm lõi này, và lõi của tôi bây giờ là 7 phân rưỡi. Đấy, cho nên mình nắm được thì nếu bao giờ mình bán thì mình cũng có cái căn cứ vào cái cây của mình. Chiều cao cây này là rất là dài rồi, cây này như thế này nó vào 6-7 mét rồi, nếu trên kia nó chỉ cong tí thôi nhưng mà nó chưa có cành, rất là dài. Như thế thì mình đã tính được ra tiền, như cây này, nếu như tôi tính nói bình quân là vào 7 phân mà lên đến 5 mét, 5-7-35, cây này đã có 35 cân. Đấy, đã 35 cân cả gốc cả củ nhé, 35 cân lõi rồi, thì ta đã tính được ra tiền là bao nhiêu. Bây giờ ví dụ bây giờ là 500 một cân, 5 là đã 15 triệu. Đấy, cây này như cây này đã tầm 15 triệu. Đấy, bà con ta nắm được chương trình về cái cách kiểm tra cây xưa để được định được ra giá cây xưa nhà mình là như thế. Nhưng ở cái thời điểm bây giờ ấy, đấy là cái thời điểm trước ấy, là giá là những cây đẹp, lõi đỏ đẹp thì mới được 500, như thời điểm này thì nó những cây xưa non này thì cũng không được 500 đâu, không được 500 một cân. Thì tại vì đang ở thời kỳ Covid, thế thì hôm nay tôi chỉ hướng dẫn để mình, bà con ta, các bạn là tính được ra lõi của cây xưa. Còn lại cái giá cả nhé, thì nó lại phụ thuộc theo từng thời điểm. Đây là tôi ví dụ là 500 một cân thì nó được 15 triệu. Thế còn nếu như nó hơn thì nó lại hơn, mà nó rẻ hơn thì ví dụ 300 một cân thì 300 một cân thì 33 là 9, thì nó cũng được độ 9-10 triệu. Đấy, ví dụ thế. Nói chung là như cái này nó phải tầm 10 triệu trở lên. Đấy, ví dụ tôi tính để bà con ta nắm được chương trình là nhà mình có cây xưa, thì hôm nay tôi hướng dẫn là sẽ khoan kiểm tra này. Mà bà con lưu ý là khoan kiểm tra cứ khoan 1-2 mũi như thế này, cứ 2 năm ta khoan một lần thì cây xưa cũng không làm sao cả, không bao giờ cây xưa chết. Nhiều người cứ bảo khoan này nó chết, như khoan này chỉ độ mấy tháng sau, 4-5 tháng sau là những cái vết khoan này nó sẽ liền ngay, nó liền ạ. Tất nhiên nó chỉ liền phần vỏ ngoài thôi, như phần trong tâm của nó thì nó kiểu như cái lỗ mọt thôi, cũng không làm sao, không làm sao nhá. Cho nên là bà con ta lưu ý là những cây xưa nhà mình vẫn một vài năm, vài ba năm ta vẫn khoan, được phép khoan kiểm tra để xem cây xưa nhà mình phát triển đến đâu, lõi to bằng cừng nào, đã định được ra giá được là như thế. Xin phép bà con tôi nghe cái điện thoại này.
Alo. 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 Ai gọi đây? Đây rồi, ai gọi đây? Ừ. Cái vàng bằng gỗ xưa ấy. Ừ. Vâng, thì là cháu muốn bán ấy, thì bây giờ thì cháu gửi hình ảnh nó hết cho cháu số, cho cái bạn Zalo ấy. Đây, Zalo số này có Zalo đây. Sau đấy là cháu gửi bác cái hình ảnh mà cháu vừa chụp xong ấy. Ừ. Thì cái bác chuẩn bị cho cháu thế là như thế nào đấy, giá cả cho người bác bán cho cháu xuống lệnh thì cháu gửi bác ra tiền đến bây giờ vừa trang để ăn. Thế nhưng mà xưa nhà mình được bao nhiêu năm tuổi rồi? À, xưa già cổ thụ á. Thế ừ, thế quê ở đâu? Đông Anh Hà Nội á. Ờ, thế sao lại, thế là cái cây có một cái gốc cây cổ thụ bằng gỗ xưa. Có cái gốc thôi. Thôi như này nhá, để bác bảo này. Bây giờ cái gỗ cũ, gỗ cổ mà đã làm qua sử dụng như thế thì bây giờ là phải cắt lấy một mẫu ở dưới gầm ở chỗ nào đấy, mang để đi giám định nhá. Giám định thì để cho viện lâm nghiệp nó giám định là đúng là gỗ xưa thì mới được. Còn nếu mà bây giờ nhìn là không biết đâu. Nhìn nói chung là nhìn cảm quan là khó phát hiện lắm. Ờ, cái gửi hình ảnh, gửi hình. Ờ, nhưng nói tóm lại là nhìn qua hình ảnh bác cũng chịu không phải phán đoán được đâu. Bây giờ nếu nhìn qua hình ảnh là phải lấy giấy giáp đánh hẳn ra, xong bắt đầu kết hợp cả mùi ngửi rồi là xem vân xem thớ rồi các thứ thì nói chung là cũng khó. Ừ rồi thôi được rồi, cứ thế đi, cứ gửi hình ảnh đây xem nha. Thế nha, bác đang bận. Đấy, bà con thấy cái xưa cũ, xưa cổ mà những cái gốc cây hoặc những cái bàn ghế gốc cây hoặc các thứ, một số người dân cứ nghĩ nó là xưa ấy, nhưng mà cái xưa hay không ấy là phải qua giám định nhá, phải qua giám định của bên viện nông nghiệp thì mới kết luận được. Chứ còn bây giờ nhìn thì khó lắm, nhìn không các anh em thợ đến thợ mộc thợ ấy cũng không phát hiện, không đoán chắc. Thế còn cái video này là tôi làm cái video này để cho bà con và các bạn được kiểm tra, biết cách kiểm tra khoan vào bao nhiêu này, đo vanh bao nhiêu này, vanh chia cho 3,14 này, trừ đi số sâu, số khoan sâu của trừ đi số khoan của bị kẹp mũi khoan. Đấy, chỉ còn khoan bỏ ra một lúc sau là cái nhựa cây nó đã sinh ra, nó làm cho rất là nhựa cây nó sinh ra, nó làm cho mũi khoan rất là dị. Cái khoan sâu vào bao nhiêu
thì trừ đi gấp đôi số đo, số khoan sâu đấy. Ví dụ lúc nãy là khoan sâu 6 phân thì trừ đi 12 phân, vanh là 61 chia ra là được 19 phân. Đấy, đấy là bà con xem video này là sẽ biết cách để làm để kiểm tra cây xưa nhà mình. Thế cuối cùng cũng chúc bà con và các bạn có những cây xưa thì cũng chăm sóc tốt và cũng biết kiểm tra định kỳ hàng 2 năm đến 3 năm kiểm tra một lần. Cứ 2 đến 3 năm kiểm tra một lần. Thế cuối cùng chúc bà con và các bạn có những cây xưa đẹp sẽ cho tiền tỷ. Chào bà con, chào các bạn. Các bạn, bà con và các bạn xem video, đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo.